Tại quận Liên Chiểu xảy ra vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong, hai người bị ngạt khói phải cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10 tại ngôi nhà số 48 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng cử 2 xe chữa cháy cùng các chiến sĩ công an đến hiện trường, dập tắt đám cháy, giải cứu người bị nạn. Lúc vụ cháy xảy ra, bên trong nhà có 3 người bị mắc kẹt ở tầng 2. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận và đưa các nạn nhân ra ngoài, chuyển bệnh viện cấp cứu. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, vụ cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các nhà lân cận. Sau khi được đưa đến bệnh viện, một trong số 3 nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.